một cái món đồ đặc biệt mà bên cạnh cái bàn làm việc của mình là đây anh em. Từ từ mình sẽ show cho anh em xem nha. Và chính nó là đây, anh em thấy cái gì không? Đây là cái đồng hồ của hãng Samsung Galaxy Watch Active 2. Đó. Thì đây, mình đang thử đây nè. Đó. Bây giờ mình sẽ rút cái đồng hồ này ra ha. Thì cái đồng hồ này mình sử dụng là sạc 500 nha anh em. Đó. Bây giờ mình sẽ rút ra nha. Thì cái này nó đã đầy 100% rồi. Đó. Thì ở trong đây cái đồng hồ này nó có toàn bộ những cái ứng dụng mà đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Đó. Khi tôi rút ra thì nó có sạc 500. Đó. Tôi bấm lên và tôi bấm nút thì ở đây là cái nút này là nút cái nút này là nút khởi động nè. Cái nút khởi động nè, còn cái nút này là nút nút điều hướng và chỉnh về mặc định. Đó, bây giờ mình sẽ thử nha. Ok, bây giờ mình bấm vô nút này. Nút nguồn. Lần đầu tiên mình thấy cái đồng hồ này nó ngon. Đó. Thì cái đồng hồ này nó có cái chế độ là chống nước. Đó. Có cái gì nè. Đó, bây giờ mình sẽ bấm hai nút nguồn để cho nó mặc định nó về. Ok. Thì mình đã thông xong rồi. Mình bấm cái này. Đó, nó ra cái ứng dụng cho mình rất hay nha. Từ từ để mình lại cái này chút xíu nha, đợi mình chút để mình chuyển cái gốc cam. Thì ok anh em, thì mình đã đổi cái gốc cam rồi. Thì đây là cái đồng hồ của hãng Samsung. Đó. Thì đây. Thì bây giờ tôi sẽ bấm cái này và tôi sẽ bấm cái nút nút home. Đây là nút home, nút nguồn luôn cũng là nút nguồn luôn, còn nút này là nút ở trên này là nút điều hướng. Và để chỉnh về mặc định để lùi. Đó. Thì ở đây là có ứng dụng là email, đồng hồ thế giới và bấm giờ. Cái đồng hồ này nó hơi bị vàng cảm ứng á, cái này lâu á rồi mình cất thôi không có xài tới. Bixby bộ sưu tập. Anh em thấy chưa? Mờ quá đúng không? Cam mình hơi mờ chút xíu. Ok anh em chịu khó thấy chút xíu nha. Ok. Ok đặt. Chuông báo, danh bạ và đồng hồ thế giới. Và đếm giờ, điện thoại, email, Galaxy Store và lịch nhạc, reminder Samsung heo thì thời tiết, tìm điện thoại của bạn, tin nhắn. Thì điện thoại mình không có gì hết đó. Được chung nha. Thì nó đây. Đây là những cái ứng dụng có mặc định ở trên cái đồng hồ này. Đó. Nhạc nè. Sẽ vô nhạc thử nha. Kết nối với điện thoại không có gì hết. Thì điện thoại mình đang quay là cái điện thoại mình đang kết nối á. Mình sẽ không có kết nối được ha. Mình sẽ review quay trước cho mọi người xem. Đồng hồ thế giới, danh bạ cài đặt, bộ sưu tập. Và mình sẽ vô cái cài đặt cho anh em xem nha. Cài đặt. Và mình sẽ lướt cái mặc định cái cài đặt lên. Đây. Và mình sử dụng cái này để mình cho mọi người xem cái phần giới thiệu nha. Thì cái này hơi bị loạn cảm ứng á. Rất là khó xài. Từ nha, để mình thử lại nha. Về mặc định. Ok. Nhạc. Này nó bị loạn cảm ứng rồi. Thì mình sẽ review sơ nha. Thì điện thoại cái đồng hồ này mình sử dụng là cái sạc 500. Đây, cái sạc 500 đây. Và của hãng Samsung. Từ để mình cho mọi người xem nha. Thank you.
máy Android này sao ta? Tại chút nha, mình đếm trên cái outlet này nó sao ta? Thì cái này mình đang nhìn là cái này sử dụng sạc Galaxy Wireless Charger. Thì mình sẽ bấm, mình sẽ là cái đồng hồ này và mình sẽ thử kết nối vào và coi thử nó sạc không nha. Ok, coi nó hết rồi nè, sạc rất hay nha. Đó, thì cái này mình sẽ bỏ bên trong thôi. Ok, thì mình sẽ quan trọng là cái đồng hồ của mình. Thì mình sẽ thử khởi động lại cho anh em xem nha. Ok, thì anh em đợi cho mình 15 giây hoặc là 6 phút gì đó, 1 phút để cho nó reboot lại. Thì ở đây Galaxy Active 2, máy mình hay bị ao nét ra luôn á. Máy mình bị ao nét à? Như sao bị ao nét vậy ta? Mình rút điện nó cũng bị ao nét đúng không? Ao nét ghê luôn á. Tao đợi một chút nha. Thì mình đã khởi động lại cái máy rồi ha. Rồi mình sẽ bấm vô cái này và mình lướt cái này lên. Ok, mình review qua sơ cho mọi người cái đồng hồ này ha. Thì thôi, thì nó cũng là giống như cái giao diện mặc định ở trong Samsung đó mà. Đó, thì thôi, chào tất cả mọi người nha. Bye bye mọi người. Ok, mình cho mọi người xem lại nha. Ok. Đó, giao diện mặc định của cái máy. Giao diện mặc định của cái đồng hồ. Thì cái máy mình nó bị ao nét nên là mọi người khó thấy lắm. Tuy nhiên sao nó bị ao nét nữa ta? Định chút nha. Ok, giờ mọi người mới thấy được đúng không? Đó. Đó, đây là cái ứng dụng mặc định ở trên cái máy. Mình trở về mặt thường. Và email, nhạc, cài đặt. Mình sẽ vô cái phần cài đặt cho mọi người xem lại nha. Ok. Thì mình sẽ cho mọi người xem cái Android của nó luôn. Thông tin đồng hồ, phần mềm. Đây mọi người, Galaxy Active 2 2731. Thì cái con này mình sẽ tải app về và kết nối Bluetooth để điều khiển ha. Đó. Thì cái con này là bộ nhớ có 4GB à. Đó, cài đặt rồi cái này. Âm thanh, nhạc chuông. Ok, mình trở lại bình thường. À, media. Đó, thông báo nè. Đó, vậy thôi. Ok, chào tất cả mọi người nha. Mình sau đã sau cái đồng hồ cho mọi người xong và sau cái tất cả những cái cài đặt ở trên cái đồng hồ này. Đó, anh em thấy cái chữ Samsung Galaxy Watch đúng không? Đó, rất đẹp nha. Cái này là sử dụng 500. Đó, thì mình sẽ qua cái kia. Nè, có ứng dụng mà chạy đạp bộ, chạp xe nè, bơi nè, hồ bơi nè. Và mình sẽ thử vô một cái ứng dụng nhà đạp xe.
Và cái đằng sau là nó sẽ có một cái đèn màu xanh. Đây anh em. Đó. Thì mình sẽ dừng lại ha. Bấm nút ở trên này mình dừng. Ok. Hoàn tất. Ok, và chạy bình thường. Và mình sẽ vô một cái giao diện mới nữa là chạy bộ. Có đo nhịp độ nè, có đo nhịp độ thời gian, khoảng cách nhịp tim nè. Đó, đèn màu xanh cũng vậy luôn. Rồi mình sẽ dừng thời gian. Ok. Tiếp. Về bơi. Và bơi nữa nó sẽ có một cái chế độ là nước. Và mình sẽ bấm nút này để dành thời gian lại. Ok, hoàn tất. Và mình bấm hai cái nút này. Ok. Và xem thêm. Có gì hết á. Xem thêm. Huấn luyện. Ở trong đây là có huấn luyện nè. Rồi đi bộ nè. Rồi đi bộ và và cái gì giống như là dã ngoại anh em đó, dã ngoại thôi. Rồi bơi ngoài trời. Rồi bơi ngoài trời. Rồi máy chạy bộ. Xe đạp tập thể dục. Rồi xe đạp tập thể dục. Máy tập tổng hợp. Bài tập kết hợp. Rồi tập tạ với máy. Rồi bài tập khác. Rồi cái kia là hết. Rồi có cho mình định là có bài tập khác này, chống tay nè, co chân nè, co tay nè, duỗi chân nè, duỗi cơ nè, duỗi lưng nè, duỗi tay nè, gánh đùi nè, gập bụng nè, gập gối nè, gập người nè, hít xà đơn nè, hít đất nè, leo núi nè, lưng xô nè, máy tập chèo thuyền nè, máy tập chạy nè, nhảy giang tay chân nè, nhấc chân nè, rồi nhấc tay hai bên, rồi nhiều lắm, nâng tạ, rồi cái app đầy đủ luôn nè, tập bước đi nè, yoga nè, ép chân nè, đẩy tạ ngồi nè, đẩy tạ nằm nè, vậy đó, đầy đủ luôn đó. Thì thôi, thì mình khi anh em muốn vô một cái giao diện là mặt đồng hồ định á, là nó có cái này nè, mình sẽ bấm hai nút hai lần nha, bấm vô 1 2. Đó, anh em búng bấm cho mình cái nút nó là hai lần là nó sẽ vô một cái giao diện mặc định của cái đồng hồ. Đó, rất đẹp nha. Thì anh em có thể thay đổi cái giao diện của cái đồng hồ cho nên cũng được. Đó, tất cả các app cũng có hết. Vậy đó. Ok, vậy thôi. Chào tất cả mọi người nhé.